đang đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với khung giờ rất quen thuộc, đó chính là 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacoach đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Kính thưa quý vị, có thể nói là ở trên thế giới có rất rất nhiều ngôn ngữ và mỗi ngôn ngữ đều có một sự đặc biệt riêng. Và riêng với tiếng Việt thì lúc nào chúng ta cũng hay nghe mọi người nói là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Chính vì sự đa dạng và phong phú đó mà đôi khi á, chúng ta lại không thể nào mà hiểu hết được ý nghĩa của những câu từ, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì chương trình Thử thách bất ngờ sẽ giúp cho các bạn có thể ôn lại tất cả những kiến thức đã bị bỏ quên. Và trong chính sân chơi của Thử thách bất ngờ thì bốn người chơi vừa sẽ là đồng đội vừa sẽ là đối thủ. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình để giành lấy giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ những người chơi rất dễ thương ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời diễn viên Vi Su. Dạ, em xin chào các anh chị cùng mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Vi Su ạ, công việc chính của em vẫn là một diễn viên thôi. Và hy vọng hôm nay đến với chương trình em sẽ học được thêm nhiều điều bổ ích để có thể bổ sung cho vốn tiếng Việt vốn có của em nữa. Cảm ơn Vi rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ MC Minh Thắng. Xin chào Tường Vi, xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay á, thì Minh Thắng mang đến đây một cái tiêu chí chơi là phải vui, nhưng mà vui nhất là phải chiến thắng. Hy vọng là sẽ học hỏi được thật nhiều, nhưng mà vẫn sẽ mang những cái số tiền chiến thắng về làm cho của riêng mình. Nói chung là vui là chính, nhưng mà giải thưởng thì là 10, đúng không nào? Chắc là 100 luôn đấy. Và hãy cùng gặp gỡ diễn viên Hữu Tính. Chào Tường Vi, chào những bạn cùng chơi và chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Hữu Tính rất là vui khi được tham gia chương trình Thử thách bất ngờ. Hữu Tính đã gọi là ôm lại một số những cái văn học từ ngữ rồi đó mà mình đã xa lánh nó một thời gian khá xa. Khi mà mình rời ghế nhà trường thì tới bây giờ gần như mình ít tiếp xúc lại với nó. Hy vọng là ngày hôm nay Hữu Tính sẽ không làm cho quý vị khán giả gọi là phải thất vọng. Và xin mời người chơi vị trí cuối cùng, MC Mỹ Duyên. Xin chào chị Tường Vi, xin chào tất cả quý khán giả của Thử thách bất ngờ. Em là Mỹ Duyên và ngày hôm nay em cũng rất là vui khi được tham gia chương trình và mong là em sẽ được học hỏi rất là nhiều kiến thức thú vị đến từ chương trình ngày hôm nay. Không biết là ngày hôm nay đến với chương trình như vậy mọi người có chuẩn bị một cái món quà thật là bất ngờ nào dành cho quý vị khán giả không ạ? Em có. Lúc nãy là đứng ở bên trong á, là Thắng với Duyên cũng có làm một bài thơ để mang đến chương trình như là một món quà gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả. Xin mời. Được không chị Vi? Giờ tặng nha. Đặt tay nào. Quý vị ơi cùng lắng nghe nhé. Nghe danh Thử thách bất ngờ, chương trình ý nghĩa nên chờ đón xem. Ở đây không những trẻ em, người lớn cũng phải đón xem hàng tuần. Xem xong ai cũng vui mừng. Sửa lỗi chính tả trong từng câu văn. Vỗ tay. Tại vì thời gian không có nhiều, tụi em cố gắng là. Có nghĩa là hồi nãy mới vừa tập luôn. Dạ vài phút đồng hồ thôi đấy. Dạ. À đây là quà của bên đây vậy. Anh ơi bên đây quà cáp dữ quá kìa. Anh thì anh không có giỏi làm thơ làm văn. Anh thì chương trình tới đâu á, tự nhiên anh sẽ ngẫu hứng anh làm thơ tới đó nha. Ngẫu hứng tới đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thi được mang tên biệt đội ngôn ngữ. Đang đến với vòng thi biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Trước mặt đang là một tấm bảng và Vi sẽ phát cho mỗi người một cây viết. Chúng ta cũng sẽ có 3 lượt. Mỗi lượt chúng ta sẽ loại đi một người. Rất là đơn giản thôi. Khi mà các bạn lên đến bảng rồi thì bắt đầu Vi mới đọc đề bài. Và các bạn bắt buộc phải viết ngay lập tức ở trên bảng trong vòng 5 giây nha. Nếu mà sau 5 giây mà ai chưa có kết quả thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị loại. Không biết là chúng ta sẽ bắt đầu theo lượt từ bên nào ạ? Thắng thì lúc nào trong cuộc sống Thắng cũng là phụ nữ là phải ưu tiên hàng đầu hết. Wow. Nhưng mà không biết là Su có muốn chơi trước hay không. Wow. Và lượt đầu tiên bắt đầu từ Vi Su.
bạn hãy liệt kê con vật ở dưới biển. Ở trên mặt đất. Rồi, liệt kê ở dưới biển. Ở trên trời. Ở núi. Biển. Mặt đất. Sa mạc. Rừng. Biển. Đầm lầy. 3, 2, 1. Tê giác thì không có sống trong đầm lầy nha. Sai rồi, bị lại. Với lượt đầu tiên bị lại. Xin mời anh Hữu Tính liệt kê cái là ghi liền luôn nha. Rừng. Rừng hả? Rừng. Biển. Mặt đất. Dưới sông. Sông hả? Sông. 3, 2, 1. Thua. Dưới sông là mới có chữ cá thôi. Đó. Rồi. Bắt đầu. Dưới biển. Trên bờ. Rừng. Sông. Sa mạc. Đầm lầy. Đầm lầy. 3, 2, 1. Đầm lầy cá sấu. Sống trong ao. Trong hồ nước. 3. Trong hang. Sống ở tuyết. Sống trong lòng đất. Trong hồ. Trong rừng. Trên cây. Rừng. Sống ở dưới suối. Trong thân cây. Trong tảng đá. Xong. 3, 2, 1. Thua. Và Mỹ Duyên bạn được 23 con. Xin mời bạn về vị trí. Và bây giờ Minh Thắng, Mỹ Duyên được tới 23 lần đó nha. Rồi bắt đầu. Ở sông. Trên cây. Dưới suối. Ở biển. Trong đầm lầy. Sa mạc. Trên cây. Trên trời. Trong thân cây. Dưới biển. Dưới suối. Xong. Em không biết được. 3, 2, 1. Hết giờ. Và sau 4 lượt chơi của chúng ta, liệt kê các con vật nào từ trên trời, dưới biển, mặt đất, ao hồ, sông suối. Nói chung là cũng cố gắng làm khó mọi người lắm, nhưng mà không thể nào mà làm khó được cô gái Bạch Tuyết của chúng ta ngày hôm nay. Đã xuất sắc với 23 con vật. Và bạn đã được 10 điểm ngôn ngữ của chương trình. Xin chúc mừng.
và ba bạn còn lại. Bây giờ người thắng thì phải có người thua, mà người thua là chắc chắn là phải bị phạt rồi. Bây giờ hình phạt là gì đây? Hãy chờ chương trình nha. Hình phạt quá nhẹ nhàng luôn. Trái dưa hấu. Bây giờ nhiệm vụ của mỗi người là phải giữ thăng bằng cái trái dưa hấu này đứng một chân nha. Và sẽ ăn hết quả trứng gà này. Và người thắng cuộc của chúng ta ngày hôm nay sẽ đệm một bài hát cho mọi người. Chuẩn bị chứ nào? 2, 3. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng quát quát quát. Quạt quạt quạt. Vẫn chưa thắng bằng. Nước nó bị bà bị bõm. Lúc lên bờ dãy cái cánh cho này con. Này ngon rồi nha. Trời ơi. Đó. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi được rồi, chúc mừng các bạn đã vượt qua hình phạt của chương trình. Và cả ba bạn, mỗi bạn cũng sẽ nhận được 10 điểm ngôn ngữ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Đến với vòng thi câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ là câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Câu hỏi có nội dung như sau: trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả việc hết sạch tiền, không còn đồng nào cả? A. Nhẵn túi. B. Nhẵn túi. C. Nhẵn túi. D. Nhẵn túi. 20 giây bắt đầu. Xin mời các bạn đọc đáp án. Đáp án của anh Hữu Tính là mình có cái sự loại trừ hay là sao không anh? Anh nghĩ thì nó chắc chắn là nó không phải A với C đâu. Anh nghĩ nó dấu ngã. Thì bây giờ nó chỉ có thể B hoặc D thôi. 50-50 hả? 50-50. 50-50. Vi Xù, đáp án của Vi Xù là? Dạ, em cũng giống như ảnh. Là 50-50. 50-50. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là nhẫn túi, đáp án B. Và với câu hỏi đầu tiên này thì Vi Xù bạn bị trừ 1 điểm. Và ba bạn còn lại, các bạn được bảo toàn số điểm, xin chúc mừng. Và với từ nhẫn túi thì có nghĩa là hết sạch tiền, không còn đồng nào cả. Và đến với câu hỏi số 2 sẽ là một câu hỏi dưới dạng một đoạn video ca nhạc. Xin mời các bạn hãy cùng hướng mắt lên màn hình. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần, lòng buồn dày dợi xa xăm gợi lại kỷ niệm khô môi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thuốc còn nằm đôi. Đây là một bài hát khá quen thuộc đúng không ạ? Và câu hỏi của chúng ta như sau: xác định từ loại của từ vời vợi trong đoạn nhạc Hồn Quê của nhạc sĩ Thanh Sơn vừa nghe. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Mỹ Duyên. Em thì có phân vân một chút về trạng từ và tính từ, nhưng mà em nghĩ là tính từ thì nhiều hơn. Và Minh Thắng. Thật ra thì cái đáp án này Thắng giống cả ba bạn chê luôn, cũng là tính từ. Và từ vời vợi là từ mà diễn tả cái mức độ cao, xa hoặc sâu, như là mình không thể nào mà có thể với tới được. Và từ vời vợi chính là
tính từ. Xin chúc mừng cả bốn bạn được bảo toàn số điểm. Câu hỏi số 3 của chúng ta có nội dung như sau: điền vào chỗ trống trong câu thành ngữ sau. Ao sâu cá chấm chấm chấm. A lớn, B lặng, C nổi, D cả. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Đáp án của anh Hữu Tính là ao sâu thì sâu rồi, đương nhiên là để cho nó lặn rồi. Minh Thắng. Hình như cái câu này còn là chỉ để cái việc chạy trốn đúng không anh? Đúng không Huy? Thật như Thắng nghĩ vậy nên Thắng chọn là B luôn. Tự nhiên là đáp án y chang nhau hết vậy ta. Tại vì câu này quen quá Vi. Cái khúc này nha, lỡ may mà ao sâu cá nổi thì kỳ à. Đúng không? Nghe nó đâu có hợp. Nghe nó kỳ lắm, ao sâu cá nổi. Ao sâu cá nổi. Vậy còn đáp án D, ao sâu cá cả thì sao? Nó chưa quốc. Và đáp án của chúng ta đó chính là... hồi hộp nha. Đó chính là ao sâu cá cả. Tăng 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 tăng. Có thể giải thích cho tôi được không ạ? Đây, ao sâu cá cả, nghĩa đen, quy luật của thiên nhiên là ở những cái ao sâu thường có cá lớn. Và nghĩa bóng là trong một môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển sẽ tạo ra những con người có nhân cách, đạo đức, có ý chí và khát khao lớn. Những con người ấy sẽ gặt hái được những thành công trong cuộc sống của mình. Và với câu hỏi này, đáp án chính xác là đáp án D, ao sâu cá cả. Và cả bốn bạn đều bị trừ một điểm. Số 4 sẽ là một câu hỏi dưới dạng hình ảnh. Mời các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình. Nội dung bức ảnh như: ông Hoàng ơi, tôi vừa thấy Linh giấu cái gì trong hộp bàn á. Hoàng: thiệt hả? Chờ xíu, tôi qua liền. Câu hỏi của chúng ta: xác định và sửa lại lỗi sai trong đoạn hội thoại trên. 20 giây bắt đầu. Giờ xin mời đáp án. Cái này mới khó nè, thiệt luôn á. Xin mời anh Hữu Tính đọc đáp án của mình. Anh ghi là dấu, chữ dấu hình như là chữ G. Trong hộp bàn thì hồi đó giờ anh nghe là trong cái học bàn chứ không có nghe cái hộp bàn. Ở dưới này anh cũng phân vân là bây giờ cái chữ thiệt hả thì có người ta hỏi là thật hả. Thí dụ văn viết với văn nói nó khác. Thì đâu khác gì nhau đâu anh, nên đâu sai đâu. Vậy hả? Vậy là câu dưới nó thiếu dấu chấm hết thôi à. Và đáp án cuối là xíu và chút. Ví dụ xin mời bạn đọc đáp án của mình. Đáp án đầu tiên của em là em muốn sửa lỗi chữ dấu đầu câu thì ghi bằng cái chữ ô hoa là đúng rồi. Tên riêng của mình là danh từ thì mình ghi. Nói chung ghi tên hoa. Riêng là phải viết hoa. Dạ rồi. Đúng rồi, viết hoa. Còn cái thứ hai là hộp bàn mình sẽ thay bằng chữ học bàn. Còn sai một cái nữa là chữ giờ âu dâu sắc dấu mình thay bằng chữ di. Di là dấu. Dạ. Và cũng giống như gợi ý của Vi là chúng ta có 3 lỗi sai. Với 3 lỗi sai như thế này thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là Vi Xù, Mỹ Duyên và Minh Thắng, các bạn có được đáp án rất phù hợp với kết quả của chương trình. Và các bạn được bảo toàn số điểm, xin chúc mừng. Và rất tiếc là anh Hữu Tính đã bị trừ 1 điểm rồi. Xin mời các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình. Hình ảnh trên nói đến cụm từ ngữ nào? 20 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án. Đáp án của anh Hữu Tính là... tôi chịu thua nha. Chịu thua. Vi Xù để bảng trắng luôn. Mỹ Duyên. Em thấy thì sao thì em mô tả vào đây á chị. Cốc mà cò đang gặm con cá đó.
Minh Thắng. Có hình ảnh cò, cóc trước sau đó đến cò. Thắng thấy có cá, cái Thắng ghi là bốn từ thì Thắng ghi là cóc tìm cò cá. Một cái câu phải nói có nghĩa là nó... rõ ràng luôn, nhìn vô thấy gì ghi cái đó luôn. Cuộc sống có những cái thứ nó phải đơn giản đi, thấy cái gì ghi cái đó. Cóc tìm cò cá. Đáp án của chúng ta chính là cóc mò cò sơi. Và cả bốn bạn đều bị trừ một điểm. Và cụm từ này là ví tình trạng vất vả làm ra mà bị kẻ khác hưởng mất. Chắc là sau ngày hôm nay thì mọi người sẽ biết thêm một câu mới đúng không nào? Sau 5 câu hỏi của chương trình thì cảm giác của mọi người như thế nào? Thật là bất ngờ. Thật là bất ngờ, đúng với tiêu chí của chương trình. Ơi thật bất ngờ. Và số điểm còn lại của các bạn như sau. Diễn viên Hữu Tính là 7 điểm. Số điểm của Vi Sù là 7 điểm. Số điểm của Mỹ Duyên là 8 điểm. Và Minh Thắng, bạn còn lại số điểm là 8 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi tiếp theo được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Đang đến với phòng thi câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Ở vòng thi vừa rồi thì chúng ta có 2 người có số điểm cao nhất. Đó chính là Mỹ Duyên và Minh Thắng. Thì bây giờ hơi khó quá. Thôi được rồi Vi. Tại vì một lần nữa là Thắng lại được sử dụng cái quyền ưu tiên đúng không? Nhưng mà trong tư cách là một người đàn ông thì lại nhường cho một bông hoa xinh đẹp là Mỹ Duyên đi ha. Ga lăng quá, nhường cho Mỹ Duyên đúng không nào? Như vậy thì Duyên ơi, Duyên được quyền quyết định thứ tự thi. Dạ vậy để em là người thi đầu tiên đi. Duyên đầu tiên. Dạ xong rồi mình dạ. Tới Thắng. Dạ. Tới Vi. Dạ. Và Tính. Anh Tính là người cuối cùng. Dạ. Xin mời các bạn bốc thăm nào. Với lượt đầu tiên, xin mời Mỹ Duyên mở phong bì nào. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Mỹ Duyên đọc đáp án của mình. Dạ đáp án của em là kính tiếng. Kính tiếng. Câu mở đầu mà chương trình đưa ra có nội dung như sau. Đúng không giờ, Linh vội vã chạy qua nhà mợ ba để biết được sự thật. Xin mời Mỹ Duyên. Vì từ trước đến nay, mợ ba luôn là người kính tiếng. Tiếp theo, xin mời Minh Thắng. 20 giây dành cho Thắng bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án của mình. Sĩ diện. Và tiếp theo câu chuyện mà Mỹ Duyên đưa ra. Không chỉ như vậy, mợ ba còn là người sĩ diện. Và xin mời Vi Sù. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án của mình. Mảy may. Và nối tiếp câu chuyện nào. Linh mảy may nghi ngờ cho nên phải hỏi mợ ba cho bằng được. Và xin mời anh Hữu Tính. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Rồi. Gõ cửa. Và bây giờ mình sâu chuỗi lại hết tất cả những câu chuyện ở trên. Và mình chốt bài luôn nào. Linh đứng chờ cả tiếng đồng hồ trước nhà mợ ba mới nhận ra mình quên gõ cửa. Rồi. Trời ơi mặn mòi từ da dẻ luôn.
đó là câu chốt với lượt đầu tiên. Mỹ Duyên, từ kính tiếng. Từ này thì bạn đặt câu không đúng ngữ cảnh, bạn bị trừ 1 điểm. Của bạn Minh Thắng là từ sĩ diện, bạn được ban cố vấn chấp nhận, được bảo toàn số điểm. Từ thứ ba của Vi Sù là từ mảy may. Và từ thứ tư của anh Hữu Tính đó là gõ cửa. Đều sử dụng đặt câu không đúng ngữ cảnh cho nên ban cố vấn không chấp nhận. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe ban cố vấn giải thích nha. Từ trước đến nay Mợ Ba luôn là người kính tiếng. Thì ta thấy cái câu này nó không hợp lý bởi vì nó không logic. Một người kính tiếng thì liệu rằng họ có tiết lộ cái sự thật vào đêm khuya hay không thì điều này chúng ta phải suy nghĩ. Đúng không ạ? Cái câu thứ ba, Linh mảy may nghi ngờ nên hỏi Mợ Ba cho bằng được. Thì câu này người chơi đã chưa có dùng đúng cái từ mảy may. Cái từ mảy may nó nói một cái phần gì đó, một cái lượng gì đó rất là nhỏ hoặc một cái việc gì đó không có đáng kể. Nhưng cái quan trọng nhất là nó thường dùng để nhấn mạnh cái ý phủ định. Như vậy ở đây là không hợp lý. Cái câu thứ tư, Linh đứng chờ cả tiếng đồng hồ trước nhà Mợ Ba mới nhận ra mình quên gõ cửa, thì câu này là càng vô lý hơn. Đúng không ạ? Tại vì lý do là ví dụ mình đứng 5-10 phút mình nhận ra mình quên gõ cửa hay bấm chuông này kia thì còn có khả năng chấp nhận như vậy. Còn đứng chờ cả tiếng đồng hồ mà nhận ra mình chưa gõ cửa thì điều này rất là phi lý. Như vậy thì ở đây chúng ta không chấp nhận được câu 1, câu 3 và câu 4. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai. Mỹ Duyên, bạn có muốn đổi lại vị trí thi không? Giờ em muốn đổi vị trí hai anh. Là em, rồi đến anh Tính. Tới anh, rồi tới bé này, tới bé Vi, rồi mới tới với Thắng. Rồi, xin mời các bạn cùng bốc thăm. Xin mời Mỹ Duyên, bạn vẫn là người đầu tiên được mở phong bì. Là phong bì của em. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Mời bạn đọc đáp án của mình. Đáp án của em là đoàn kết. Đoàn kết. Và câu mở đầu mà chương trình đưa ra như sau. Mỗi khi mặt trời buông xuống, Thắm lại nhớ đến Quân. Thắm nhớ cả lớp học cũ rất đoàn kết của hai người. Rồi, xin mời tiếp theo. Chữ gì vậy trời? Anh Hữu Tính. 20 giây dành cho anh, bắt đầu. Xin mời anh đọc đáp án. Đằng hắn. Nói tiếp câu chuyện của Mỹ Duyên ạ. Mỗi lần Quân đằng hắn là Thắm biết sẽ có hẹn với Quân ở chân cầu thang. Rồi, và xin mời tiếp theo. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Xin mời đáp án. Dạ, ngút ngàn. Ngút ngàn. Đó, bây giờ có hẹn với Quân rồi đó. Hẹn với Quân nè. Quân nhìn ngắm Thắm đứng ở cầu thang với hoa phượng đang bay ngút ngàn. Xin mời tiếp theo. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Và xin mời đáp án. Đáp án là kỹ lưỡng. Rồi, nối tiếp với câu chuyện mà Vi Sù đưa ra nào. Họ quan sát xung quanh thật kỹ lưỡng và tận hưởng cảm giác lúc này. Rồi, có vẻ như là cái từ của lượt thứ hai này hơi tréo ngoe ha. Và với lượt thứ hai, từ đầu tiên của Mỹ Duyên là từ đoàn kết. Bạn được ban cố vấn chấp nhận, được bảo toàn số điểm. Từ thứ hai, từ của anh Hữu Tính đó là từ đằng hắn. Từ này cũng được ban cố vấn chấp nhận, được bảo toàn số điểm. Và từ số 3 là từ ngút ngàn của bạn Vi Sù. Từ này thì bạn đặt câu không đúng ngữ cảnh, bạn bị trừ 1 điểm. Và từ cuối cùng đó là từ kỹ lưỡng của bạn Minh Thắng. Và từ này cũng không được ban cố vấn chấp nhận, bạn bị trừ 1 điểm. Với lượt thứ hai này thì chúng ta hãy cùng nghe nhận xét của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Trong lượt hai này thì câu 3 nó chưa hợp lý. Bởi vì lý do là nó không có cái thông tin về cái lầu nó cao cỡ nào để có thể thấy được hoa phượng nó bay ngút ngàn ra sao.
Như vậy thì cái câu 3 này nó cần một cái thông tin hỗ trợ nào đó, ví dụ là ở lầu nào đó, ở vị trí nào đó nó phù hợp hơn. Câu số 4 thì diễn đạt chính xác. Nói chung là về ngữ pháp thì không vấn đề gì, nhưng mà nó về cái cảm xúc đi ha, thì đang tận hưởng một cái cảm giác rất là lãng mạn, thì nó không phù hợp lắm với việc là quan sát kỹ lưỡng. Mặc dù cái việc mà họ đang làm là cái việc nó cũng liên quan đến tình cảm, nhưng mà cái việc đó nó cũng đơn giản thôi, là họ chỉ đứng cùng nhau để tận hưởng một cái cảm giác đầy lãng mạn như vậy. Thì cái quan sát kỹ lưỡng nó chỉ phù hợp với cái việc là cái người đang chuẩn bị làm với việc gì đó mờ ám thôi. Cái việc này rất là hay, rất là thi vị lãng mạn như vậy thì không cần quan sát kỹ lưỡng. Như vậy thì không chấp nhận được câu 3 và câu 4. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với lượt thứ 3. Mỹ Duyên, bạn vẫn được quyền quyết định giữ nguyên hay là hoán đổi vị trí. Lần này cho chị Vi đầu tiên đi, xong rồi tới em. Bây giờ để coi. Không, em nghĩ là anh thắng rồi, cuối cùng sẽ là anh Tính. Tại vì anh Tính thả miếng nó mới vui. Vậy thì là Vi, Duyên, xong rồi anh Thắng. Thắng và anh Tính. Dạ. Xin mời các bạn bốc thăm. Và xin mời vị trí đầu tiên của Visu. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Lủng lẳng. Lủng lẳng. Câu mở đầu chương trình đưa ra. Đêm nào Hạnh cũng âm thầm mang quà cho chú Bảy. Hạnh cầm những đòn bánh chưng lủng lẳng trên tay. Rồi, xin mời tiếp theo Mỹ Duyên. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Của em là ẩn nấp. Tiếp theo là với những cái bánh chưng lủng lẳng trên tay. Hạnh không biết rằng từ xa có kẻ đang ẩn nấp rình rập. Rồi, tiếp theo xin mời Minh Thắng. 20 giây bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Kìm nén. Kìm nén. Ê, sao cái câu chuyện này, cái khúc này rất là lạ. Và hắn đang cố gắng kìm nén sự thèm với đòn bánh chưng mà Hạnh đang cầm trên tay. Rồi, xin mời anh Tính. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Xin mời anh Tính đọc đáp án của mình. Hoang đảo đi. Hoang đảo. Hoang đảo. Nói tiếp sự thèm thuồng cái bánh chưng. Hắn đâu biết rằng đòn bánh chưng được gửi về từ hoang đảo. Và với lượt thứ 3, lượt đầu tiên với từ lủng lẳng của bạn Vi Xù, từ này được chấp nhận, bạn được bảo toàn số điểm, xin chúc mừng. Từ thứ 2 là từ của Mỹ Duyên với từ ẩn nấp, từ này cũng được ban cố vấn chấp nhận. Và từ thứ 3 là từ kìm nén của Minh Thắng, từ này bạn đặt câu sai ngữ cảnh, không được chấp nhận. Với anh Hữu Tính, từ thứ 4 đó là từ hoang đảo, từ này cũng không được chấp nhận, anh bị trừ 1 điểm. Với lượt thứ 3 này thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Câu số 3, người chơi diễn đạt là và hắn đang kìm nén sự thèm với đòn bánh chưng. Thì kìm nén cái sự thèm này, cái từ dùng này nó không phù hợp lắm. Ví dụ như là sự thèm khát hay là nỗi thèm khát gì đó thì nó phù hợp hơn. Nhưng mà thèm khát đòn bánh chưng thì nó cũng không có lý lắm. Và cái diễn đạt cái sự thèm này nó không có hợp lý. Cái câu thứ 4 thì càng phi lý hơn. Bởi vì hoang đảo á, cái nghĩa của nó đơn giản là cái đảo không có người ở. Như vậy đảo không có người ở thì ai nó bánh chưng, đúng không ạ? Cho nên là không thể nào có cái việc là hắn đâu biết rằng đòn bánh chưng được gửi về từ hoang đảo hư rồi, đúng không ạ? Như vậy là với cái lượt 3 này thì câu 3 và câu 4 ta không chấp nhận. Tổng kết số điểm qua 3 lượt chơi vừa rồi, chúng ta có số điểm như sau. Anh Hữu Tính còn lại số điểm là 5 điểm. Dù bạn còn lại số điểm là 5 điểm. Số điểm còn lại của Mỹ Duyên là 7 điểm.
bạn còn sở số điểm là 6 điểm. Kính thưa quý vị, và trước khi đến với vòng thi tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay quý vị nhé. Đến với phòng thi thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Bây giờ thì không biết là chúng ta sẽ quyết định là vị trí nào là ai sẽ là người có ưu điểm để đứng ạ? Anh Tín chắc là đứng gần bạn đi. Anh tùy mấy bạn à, mấy bạn cho anh đứng đâu anh đứng đó. Với lại hai người phụ nữ xinh đẹp mà để chịu áp lực thì cũng thấy thương. Nên thôi đứng ở vị trí nhẹ nhàng nhất là đầu đi. Rồi em sẽ đứng vị trí thứ ba. Rồi đứng gần anh nha, ok. Anh Hữu Tín, mình đeo tai nghe vào ạ. Với từ đầu tiên, các bạn sẽ có 20 giây để diễn tả. 20 giây, bắt đầu. Đây là một cái từ mà nói về cái thái độ anh, có hai từ. Hai từ nè. Chảnh chẽ, có cái thái độ này nè. Nó kiểu là vinh vinh váo váo ấy. Cái từ đầu tiên á nói về một cái thứ mà rất là giống suối mà ở cái gì ở thành phố Hồ Chí Minh rất là ô nhiễm luôn. Hồi xưa người ta di chuyển bằng cái gì hồi mà phong kiến á. Còn từ thứ nhất là suối nè, hồ, ao rồi cái gì nữa. Hết giờ. Và xin mời cách nhạc ạ. Bây giờ thì Minh Thắng sẽ có 20 giây để diễn tả cho anh sẽ có riêng 20 giây cho nên là mình không có việc gì vội vã hết. Mình chỉ cần lắng nghe thôi nha. Xin mời 20 giây của Minh Thắng bắt đầu. Hai từ, thái độ, tính từ, chỉ một người, kiêu ngạo, cao ngạo. Hồi xưa, một phương tiện cho vua chúa di chuyển, đó là từ thứ hai. Từ đầu là cái con suối, sông. Nhưng mà nhớ nha, hai từ thái độ. Hết giờ, 20 giây dành cho anh Hữu Tín bắt đầu. Minh Thắng, bạn diễn tả từ gì? Chắc là kênh kiệu. Kênh kiệu. Cái kiệu là hồi xưa rồi đúng không? Kênh là con suối, con kênh Nhiêu Lộc. Cái này là hai bạn nữ diễn tả nhưng khá là rõ. Kênh kiệu. Có hát không? Ủa, hết giờ rồi, bây giờ có hát hay không cũng hết giờ rồi. Sai chính tả xíu. Mà quan trọng là cái gì chính tả đó anh à. Sửa xíu đi. Không nha, có sửa cũng không có tính. Từ của chương trình đưa ra đó chính là kênh kiệu. Anh xin lỗi mọi người. Các bạn đã mất 10 triệu đồng. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mất oan ức luôn á. Từ kênh kiệu này sẽ gắn liền với suốt cuộc đời của anh. Vì nó mà anh đã mất 10 triệu. Lần tiếp theo mình để anh Hữu Tín ở đây tiếp không mọi người? Anh cho em thử một lần ở đấy được không? Để em hiểu cái cảm giác ở đây. Anh tin em chứ? Anh tin em. Dạ vâng. Khúc này tới anh. Và 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Từ đầu tiên là nói về cái con gì mà giống con vạc, con nông rồi đó. Vì hai từ này là có hai cái chữ mà phải há mồm ra tròn tròn nha. Từ thứ hai là khi mà ống ga đó, ống ga nó mà xảy ra tai nạn là vì sao? Vì sao? Nó bị cái gì rỉ? Từ đầu tiên của cái rỉ. Dạ, chính xác đó. Hết giờ. Xin mời ngắt nhạc ạ. 20 giây bắt đầu. Hai từ, từ đầu, hồi nãy. Một con ngậm cá nhớ hôn. Từ sau ống ga nó bị gì rỉ là hai từ. Từ lấy nha.
À, miệng tròn. 5 giây cuối cùng. Nó đó. Nó đo, nó đo. Hết giờ. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Mình vẫn còn thời gian nha. Quan trọng là một lần nữa kiểm tra lỗi chính tả nha. Hết giờ. Bạn nghĩ từ cò rò này. Cái từ này Thắng có từng đọc qua và nghe qua này. Hình như là nó chỉ một cái dáng dấp đi mà kiểu hơi khom người á. Cò rò. Thì lúc đầu thì Thắng nghĩ là không biết là có cái từ khác là cò rò hay không. Thôi Thắng quyết định là cò rò thôi. Và đáp án của chúng ta chính là... cò rò. Và với từ này, các bạn mang về 10 triệu đồng. Anh Tín, em nói anh nghe nha. Bây giờ còn một từ nữa. Nếu mà cái từ đó mà trả lời đúng thì cái tội lỗi của anh lớn lắm. Thường á là khi mà người ta làm lỗi á là mình sẽ cho người ta cơ hội để sửa và chuộc lỗi. Rồi. Mấy em phải cho anh cơ hội chuộc lỗi ha. Đúng, đúng. Chuộc lỗi. Không, thôi đừng có cho anh lên nữa. Thôi. Thôi không có gì ngại hết. Thôi cho anh nè. Anh đứng đây nói luôn cho. Anh nói ổn rồi. Hơn. Rồi. Như là đội hình giữ nguyên. Hai cô gái rất xuất sắc ở vị trí đầu tiên. 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Đây là một từ lấy âm thanh á, cũng là hai từ, hơi khó nha. Nó nói về cái ngã rẽ. Ở trong chính tả khi mình muốn những cái câu nào đó mình phải đóng cái dấu gì. Từ thứ hai là cái từ thay vì mình nói rẽ trái rẽ phải thì mình có cái từ miền Nam hay gọi á, thay cho từ rẽ. Làm toán nữa. Hết giờ. Và xin mời ngắt nhạc ạ. 20 giây dành cho anh Hữu Tín. Bắt đầu. Hai từ. Từ lấy, câu văn, mở gì, đóng gì. Nó chỉ âm thanh. Rồi gì nữa? Con đường. Thay gì vậy? Rẽ trái, rẽ phải thì đổi là từ đó trái, từ đó phải. Ừ, đó. Rồi nó là từ lấy âm thanh. Hết giờ. 20 giây dành cho Minh Thắng, bắt đầu. Hết giờ. Thiệt là cho tới bây giờ em viết xong mà em còn không biết là cái từ này em viết có nghĩa là gì luôn ấy. Nhưng mà mình hình dung nó đâu. Nhưng mà hình dung là em nghĩ là cái gì đó nó quanh cua nó, rồi nó ngoằn ngoèo. Đó, cái kiểu như vậy ngoằn ngoèo. Và từ của chương trình chính là để cho anh Hữu Tín. Bây giờ mình có từ ngoặc rồi đó, anh viết lên thử nguyên một cái từ đó cho em xem. Nếu anh thử và đúng em mới được lấy. Ngoặc gì? Hồi nãy anh đánh dần là gì đó? Nghèo. Và đáp án. Có nghĩa là cho dù là cho điểm thì anh Tính là một lần nữa sai chính tả. Em xin tuyên bố, cái từ này mà em đọc đúng em viết cũng không đúng. Và rất tiếc các bạn lại đánh mất 10 triệu đồng nữa rồi. Xin mời các bạn vào vị trí. Kính thưa quý vị, và sau 4 vòng thi thì chúng ta cũng tìm được danh hiệu người hùng ngôn ngữ ngày hôm nay. Đó chính là Mỹ Duyên, cô gái rất đáng yêu của chương trình. Xin tặng bạn. Và với danh hiệu người hùng ngôn ngữ thì quà tặng cho bạn là một kỷ niệm chương 5 triệu đồng cùng với quà tặng của nhà tài trợ Vali Ba Lô túi sách cao cấp Sarcos. Và cả đội của chúng ta trả lời đúng được một từ và các bạn sẽ mang về phần thưởng là 10 triệu đồng. Khi mà tham gia chương trình anh cảm giác như thế nào? Anh thấy là rõ ràng là cái câu cú của mình khi mà mình viết ra nó vô cùng khó luôn á. Nếu mà phải đúng ngữ pháp, ngữ cảnh rồi các kiểu, làm mấy câu mà đúng được con câu. Và chắc hẳn là
Sau ngày hôm nay, không chỉ bốn người chơi của chúng ta mà Vi tin chắc rằng quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ cũng sẽ ghi lại trong từ điển tiếng Việt của mình những từ cần ghi nhớ các bạn nhé. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacoach đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.